Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần lại trôi qua và như thường lệ chúng ta sẽ lại gặp nhau trong chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay sẽ là một diễn viên rất là hài hước, đẹp trai. Vâng. Muốn biết anh ấy đẹp trai như thế nào thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Em ơi, anh tôi là hay nhường với chúng tôi ăn trước. Ông ấy kính anh tôi cẩn thận nhé. Kính nước ngoài không? Ông ấy nó xa sợ quay hà quay thối. Nên để anh em ăn thử, rồi mới dám thử sau. Vâng, thưa quý vị, có lẽ không còn xa lạ với các khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nam thần trong mặt web. Chào đón đến với chương trình Khắc Dũng. Xin chào tất cả các khán giả theo dõi chương trình Ai Đến Hôm Nay. Nào, bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Cái nghệ danh, không phải, cái tên mà mọi người vẫn hay gọi vui Dũng là diễn viên nam xấu nhất miền Bắc là do bạn tự nghĩ ra hay mọi người đặt cho bạn? Thực ra thì cái biệt danh diễn viên xấu nhất miền Bắc ấy, thì mình được một bạn làm báo, bạn ấy viết. Trước khi bạn viết thì bạn cũng hỏi mình là anh ơi, thế em để cái bài báo ấy là diễn viên xấu nhất miền Bắc thì anh có ngại không? Mình mà không, chả có gì phải ngại cả. Với bản thân anh đã xấu rồi, chả phải ngại nữa. Tức là mình nhận thức được ưu điểm và nhược điểm của bản thân, đúng không? Thông thường nhá, mọi người vẫn nghĩ là đã là diễn viên thì phải đẹp. Khi mà bạn bắt đầu bạn bước vào nghiệp diễn thì bạn tự nhận thức về cái gọi là cái cách mình đến với nghề như thế nào? Lúc đầu là cũng hơi mặc cảm đấy, cũng hơi mặc cảm cái vấn đề làm diễn viên là phải đẹp thế này thế nọ, nhưng mình nghĩ là có những vai diễn là cần phải có những khuôn mặt xấu lạ, xấu độc như mình. Đấy, thế là mình không có gì phải ngại cái vấn đề đấy cả. Mình phải lấy cái gọi là cái nhược điểm của bản thân mình ra làm ưu điểm để khi mà mình thể hiện những công việc của liên quan đến mình, đúng không? Đúng rồi. Mình được biết là gia đình nhà Dũng thì không ai theo nghệ thuật. Bạn cũng không phải được đào tạo trường lớp chuyên nghiệp về diễn viên, nhưng mà lại làm diễn viên. Xuất hiện với rất nhiều những bộ phim khác nhau. Cái duyên đến với nghề của bạn như thế nào? Duyên đến với nghề của mình là năm 2010. Nó có một công ty tuyển và đào tạo diễn viên. Thì mình cũng có qua cát thử thì đào tạo 3 tháng rồi thì mình được gặp nghệ sĩ nhân dân Bùi Hoài Bình, cô Thanh Quý, cô Hương Dung. Thế bắt đầu cái con đường diễn xuất của mình từ đấy là sau khi học xong cái khóa đào tạo 3 tháng đấy thì mình về công ty của cô Hương Dung làm. Từ đấy làm sản xuất thôi, làm trợ lý cho cô ấy. Xong rồi đi các đoàn phim thì nhiều khi là thiếu diễn viên, thiếu những vai nhỏ nhỏ ấy. Thế mình cũng tham gia vào những vai chạy xe ôm hay là vai ăn trộm ăn cắp ấy. Từ những vai đấy là sau đó là những vai lớn hơn thì các đạo diễn là thấy sao cái khuôn mặt thằng này nó dị đấy nhỉ? Kiểu gì cũng phải nhắm cho nó một vai có cái khuôn mặt như thế này. Đấy, từ đấy thì mình cứ thi thoảng mình đi diễn thôi. Đấy, ai gọi thì mình lại đi. Là một người tay ngang đi theo nghiệp diễn thì cũng đã trải qua rất nhiều vai diễn khác nhau rồi. Có một cái vai nào mà bạn cảm thấy thích không? Có, thích nhất là cái vai trong cái phim Ông Tơ 2 phẩy cách đây khoảng 11 năm rồi. 11 năm? 11 năm rồi. Cái thời điểm đấy là mình cũng vừa mới học xong cái lớp 3 tháng đào tạo đấy thì mình lại được một công ty gọi mình vào cái vai đấy. Vui lắm, bởi vì là lần đầu tiên được đi cái phim đấy cũng rất là dài, phim truyền hình 30 tập. Sau khi quay xong cái phim đấy thì cũng rất may mắn lại được phát sóng ngay. Rồi, bây giờ thì có lẽ là mình tạm gác lại câu chuyện nhá. Tạm gác lại câu chuyện về công việc một chút đi. Để anh em mình sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo đi. Bạn biết đấy, nếu mà bạn xem chương trình Ai Đến Hôm Nay thì đều biết là mỗi một khách mời khi mà đến với chúng tôi thì đều sẽ có những cái thử thách nho nhỏ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thử thách đầu tiên dành cho vị khách mời chúng ta ngày hôm nay, đó chính là diễn viên Khắc Dũng. Chương trình sẽ đưa ra một số những hình ảnh và việc của bạn là dựa vào những hình ảnh gợi ý phải đọc tên sinh vật biển đó là gì. Sẵn sàng chưa? Mình đã sẵn sàng. Ok, rồi. Đây là con gì? Rắn biển. Chính xác. Lá phổi. Sai. San hô. Tức là bạn đã sai rồi. Một lần nữa là bị phạt nhá. Ok. 5 4 3 Mắt biếc. Không, mắt biếc bạn lại nhầm sang phim mà. Rồi, đây là sò. Sò biển. Không phải, đây là sò lông. À, sò lông. Đây này con sò, bên này lông mi gọi sò lông. Này đơn giản rồi. Sứa biển. Đúng rồi. Đây là một món ăn mà tương đối đắt đỏ
trong các cửa hàng hải sản. Tôm hùm. Đúng rồi. Ba, hai, cái này một. Mình xin phép mình chịu. Đây là cá hồi. Xin mời bạn. Dễ rồi. Cá kiếm. Chính xác. Đây là một loài sinh vật rất nguy hiểm. Cá mập. Đúng rồi, chính xác. Nướng rất ngon. Cá mực. Đúng, chính xác. Cá ngựa. Ôi dồi, tuyệt vời. Cái này khó này. Hải cẩu. Đúng rồi. Đây mới khó này, cái cuối cùng. Quế ngọc hải. Củ nhân sâm. Hải sâm. Đúng, chính xác. Bạn mà cứ giữ cái phong độ như thế này từ đầu có phải đã bị phạt không? Nhưng bây giờ là mình bị phạt rồi. Nào, bây giờ ở đây lại có 3 cái thử thách cho bạn. Bạn có thể chọn một trong 3 đĩa. Bạn chọn cái này hả? Ok, mời bạn xoay cái này để chọn màu. Ok, màu trắng. Đây, bạn có thể chọn một cái màu trắng bất kỳ. Xin mời bạn. Ngon. Ngon à? Ngon à? Ôi giời. Chứng tỏ là tất cả những khách mời đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay đều là những người mà sống tốt đời đẹp đạn. Không bao giờ mà bị phải bốc phải những cái viên mà nó mùi vị cả. Ngon đúng không? Quá ngon. Ok, tốt rồi. Chúc mừng bạn vượt qua thử thách đầu tiên của chương trình. Nào, bây giờ thì quay trở lại với câu chuyện của chúng ta liên quan đến công việc của Dũng nhá. Gần đây thì mọi người thấy bạn là diễn hài nhiều. Theo bạn thì giữa một cái diễn viên hài với cả một diễn viên điện ảnh thì công việc nào nó sẽ khó hơn cho bạn? Diễn viên điện ảnh là khó hơn rất nhiều. Trong cái diễn viên điện ảnh, một bộ phim thời lượng chỉ có 90-120 phút thôi. Làm sao để truyền đạt tới người xem đủ hết để hiểu trong cái thời lượng 90-120 phút. Còn diễn viên hài thì có thể là một tập, hai tập, ba tập, thậm chí là một chuỗi. Thì câu chuyện kể nó hoàn toàn nó khác. Nên là diễn viên điện ảnh rất là khó. Nếu bây giờ được lựa chọn đi, thì bạn nghĩ rằng bạn sẽ muốn một vai như thế nào để thực sự nó gây hứng thú cho bạn? Nếu được lựa chọn thì mình vẫn lựa chọn diễn hài hơn. Bởi vì cái khuôn mặt của mình thì nói thật là để làm được những cái vai nghiêm túc thì rất là khó. Mặt người ta thấy mặt cười là không nghiêm túc là rất đúng không? Là khó, ừ. Gần như là nó ấn định. Vậy thì trong suốt một cái quãng thời gian từ trước đến nay, khi mà mình tham gia cả phim điện ảnh cũng như là các cái bộ phim hài ấy, thì có một cái câu chuyện nào mà bạn cảm thấy thực sự ấn tượng và hoặc là nhớ đến tận bây giờ không? Trong quá trình làm nghề của mình ấy. Trong cái phim Ông Tơ Hai Phẩy có một lần là mình quay ở trên Thanh Ba Phú Thọ. Hôm đấy là cả đoàn được nghỉ buổi chiều. Đạo diễn bảo nó có 8 con vịt. Chiều nay xem trong đoàn ai biết đánh tiết canh. Thế là chiều hôm đấy là mình với một anh quay phim với một anh nữa phụ. Thế là thịt 8 con vịt đấy. Hôm đấy mình đã đánh tiết canh hỏng. Đạo diễn hỏi là cái tiết canh của tôi đâu? Thực ra là lúc đấy là không biết nói gì nữa. Bởi vì mình đánh là bị lỗi. Mình, sau khi cắt tiết ra mình lấy chanh vắt nó chín hết tiết. Luộc xong cái cổ cánh để đánh tiết canh thì tiết nó chín hết rồi. Nó thành ra bị hỏng. Vịt ngon nhất tiết canh mà bị hỏng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái mini game thứ hai dành cho bạn nhé. Ở trên này thì mình đang có một bộ bài. Mình sẽ mời bạn sẽ lựa chọn 3 lá bài bất kỳ. Sau đó thì bạn tạm thời úp nó xuống đã trước khi mà chúng ta đến với thử thách. Ba lá đầu tiên luôn. Ba lá đầu tiên. Ok, trong mỗi một lá bài này thì bao giờ nó cũng sẽ có hai phần. Một phần là phần hành động, một phần là phần trả lời câu hỏi. Thì bạn sẽ bắt buộc phải lựa chọn xem là hành động hay trả lời câu hỏi trước khi lật lá bài. Trả lời. Lá bài đầu tiên trả lời đúng không? Ok, bạn mà lật một lá bài bất kỳ. Bí mật nào bạn nói cho một người, bạn mà bảo giữ bí mật nhưng người đó lại đi kể cho tất cả mọi người nghe. Đã có bí mật nào của bạn kể cho một người bạn, chỉ một mình người bạn đấy biết, nhưng ngày hôm sau là cả đoàn làm phim biết hoặc là cả làng biết chưa? Có. Có một cậu bạn thân ở gần nhà. Trong cái xóm nhỏ ấy thì có hai bạn nữ học cùng mình cũng thời điểm ấy đi. Lúc cái tuổi ấy là tuổi trẻ trâu, nó mới học lớp 8 thì cũng gọi là thích nhau thôi. Nhiều lúc đến lớp thì chỉ dám nhìn từ xa thôi, cũng không dám thổ lộ bởi vì cái tuổi ấy là tuổi trẻ trâu mà. Thế có tâm sự với bạn thân nhân đấy, bạn ấy. Tôi thích cái bạn kia. Bây giờ không biết là ngày trước anh em mình đi học ấy thì cũng chỉ dám viết thư nhau, làm đúng, gì có điện thoại nhắn tin đâu. Đấy. Tôi viết cái lá thư để cặp sách, nếu mà chưa thấy đọc thì bạn thử qua bạn ngó hộ mình nhé. Cái bạn kia thì bạn ấy bụp chộp, bạn kể bạn bảo là này, Dũng Híp nó vừa để cái lá thư đấy đọc chưa? Thế là thôi cả lớp biết là cái trêu. Thì mất mấy ngày hôm sau là mới hết cái đỏ mặt. Thật sự là rất ngại. Rồi, bây giờ sẽ đến với lá bài thứ hai đi. Lá bài thứ hai bạn chọn hành động hay trả lời? Mình vẫn chọn trả lời. Vẫn chọn trả lời à? À, rồi, xin mời bạn. Bạn đã bao giờ say mà không biết gì chưa? Rất nhiều lần.
Rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Rất nhiều lần. Nhưng mà tôi nghĩ nhá, say mà không biết gì thì với anh em thì đôi khi là cũng hơi khó kiểm soát về những cái hành động, về lời nói. Bây giờ thì một câu như thế này nó sẽ cụ thể hơn này. Đã bao giờ mà sau một cái trận say bí tỉ mình không biết gì và ngày hôm sau mọi người lại phàn nàn với bạn là về những cái hành động hoặc là những cái lời nói của bạn khiến cho mọi người cảm thấy là không hài lòng chưa? Có, bởi vì trong cái lúc say lời nói nhưng không kiểm soát được. Nói kiểu theo cái rượu nói chứ không phải mình nói. Rượu nói chứ không phải mình nói. Thế nhiều lúc là phân tích lại với bạn bè, hôm đấy là say quá rượu nói, tôi có nói đâu. Bạn bè cũng thông cảm, không chấp gì thằng say cả. Vậy thì đã lần nào say mà mình có những cái hành động mà đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy hối hận không? Chưa, mình chưa có lần nào như thế. Chỗ vía lần nào say là say bệt tại say, bàn. Say là bệt tại bàn. Không kịp hành động. Ok, rồi xin mời lá bài tiếp theo ạ. Trả lời hay hành động? Mình vẫn chọn trả lời. À, trời. Có vẻ như là khách mời của chương trình là có vẻ như là cũng rén hành động đấy. Xin mời bạn đọc câu hỏi của bạn. Theo bạn, một tuần mấy lần làm chuyện đấy là đủ? Bây giờ thì mình không hỏi theo bạn nữa, mà với bạn, một tuần bạn làm chuyện đấy mấy lần? Một tuần với mình bây giờ là 2 lần. 2 lần, ok. Đấy là bạn làm. Vậy thì theo bạn nghĩ hoặc bạn kỳ vọng với độ tuổi này thì một tuần nên là mấy lần? Nếu mà sức khỏe có thì mình nghĩ 3-4 lần là hợp lý. Ok, rồi chúc mừng bạn đã trải qua hết tất cả những cái câu hỏi của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Rất may là ở tất cả những cái thử thách lần thứ 2 này thì bạn đều vượt qua được, trả lời được những cái câu hỏi mà chương trình đưa ra. Và bây giờ hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là chọn màu hashtag. Và thưa quý vị, đến với chọn màu hashtag ngày hôm nay, chúng ta sẽ mời diễn viên Khắc Dũng sẽ lựa chọn 3 con số từ 1 đến 9. Mời bạn. 6, 8, 4. Ok. Số 4 của chúng ta, một hashtag màu trắng với từ khóa là những nông dân trong thành phố. Hiện tại thì bạn thấy là có rất nhiều những khu chung cư hoặc là những cái gia đình có sân thượng thì họ sẽ tận dụng những cái khoảng không đó, có thể là trồng cây, có thể là cây ăn quả ngắn ngày hoặc là những cái loại rau sạch. Nhà bạn là ở nhà tầng hay ở chung cư? Nhà mình ở nhà tầng. Ở nhà tầng. Bạn có phải là một người nông dân trong thành phố không? Mình có, nhà mình bây giờ hiện tại trên sân thượng mình có khoảng 30 mét. Mình cũng trồng rau, trồng cây, gần như là cũng đủ hết. Cách đây khoảng 6 tháng mình còn nuôi gà, nuôi chim cút ở trên tầng. 30 mét ở trên tầng, nhà bạn có điều kiện đấy. Thế em cứ kêu thu nhập đủ dùng rồi. Bây giờ là đến con số thứ 2 là số 6. 6. Ok. Số 6 của chúng ta là một hashtag màu đen. Và hashtag của chúng ta ngày hôm nay đó là biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Thực tế thì nhu cầu làm đẹp là một nhu cầu rất là chính đáng của tất cả mọi người. Thế nhưng mà đôi khi là có rất là nhiều người vì có thể là không nghiên cứu kỹ hoặc thậm chí là tiếc tiền, cũng là một cái thủ thuật, một cái phẫu thuật đó, nhưng mà ở những cái nơi uy tín nó rất đắt, nên là họ thường tìm đến những cái cơ sở mà không có giấy phép hoặc là giấy phép chui hoặc là không nổi tiếng để họ làm những cái thủ thuật, và sau đó thì để lại những cái biến chứng rất là nặng nề trên khuôn mặt. Bạn chia sẻ như thế nào? Các bạn chưa chọn được những trung tâm uy tín, hoặc là các bạn dùng những cái thuốc nó không đạt tiêu chuẩn, nên là nhiều khi là để lại cái hệ lụy, cái hậu quả rất là thiệt cho bản thân, mà trong khi đó thì tiền mất là tật mang. Thế mình nghĩ là nếu các bạn đã xác định làm đẹp cho mình, nên chọn những trung tâm thẩm mỹ uy tín nhất. Rồi, bây giờ sẽ cùng đến với con số cuối cùng, số 8. Số 8 là một cái hashtag màu cam, tức là chúng ta vẫn đang có những cái thông tin, ý kiến khác nhau về nội dung này. Từ khóa là việc nhà là của phụ nữ. Theo một thống kê gần đây cho thấy là phụ nữ đang làm việc nhà gấp đôi nam giới, và có đến 20% đàn ông không làm việc nhà. Một bộ phận đàn ông tham gia cuộc khảo sát vẫn cho rằng là việc nhà là việc của phụ nữ, việc ra ngoài kiếm tiền là việc của đàn ông. Vậy thì với quan điểm của bạn thì sao? Không phải mỗi đàn ông ra ngoài kiếm tiền, phụ nữ bây giờ ra ngoài kiếm tiền rất là giỏi luôn, nhưng người ta về người ta vẫn việc nhà đâu vào đấy. Như vợ chồng mình ý, mình về trước thì mình sẽ lo công việc bếp núc, rồi con cái đón con sớm. Mình thì lại rất hay vào bếp nấu ăn, thậm chí là còn rửa bát nhiều hơn vợ. Đã là vợ chồng nhau, phải chia sẻ trong cuộc sống, công việc hàng ngày trong gia đình. Mỗi người một công một việc thì tự nhiên là người vợ người ta cũng đỡ vất vả đi. Bản thân mình cũng thế thôi. Nhưng bây giờ
cứ để hết cho chị em phụ nữ làm thì vất vả lắm. Nhiều khi là sờ chét hay là cáu lên này, cánh đàn ông mình khó lường lắm. Nghe bạn nói xong một cái thì mình chắc là phải muốn gọi điện cho vợ mình và thế để tối mình về mình rửa bát cho. Okay. Rồi, rất là cảm ơn Khắc Dũng. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến phần cuối của chương trình, đó chính là góc review. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay, góc review, như thường lệ thì sẽ để Dũng chọn đi. Âm nhạc, điện ảnh và sách hoặc truyện, tùy bạn chọn một trong ba. Mình sẽ chọn truyện. Truyện à? Rồi, bạn có đọc truyện tranh không? Mình rất hay đọc truyện tranh cái lúc mà đang học lớp 5, lớp 6 ấy. Ừ, đến tận bây giờ thì sao? Bây giờ thì cũng rất hay xem Tom và Jerry. À, truyện tranh thì mình có rất là nhiều những cái bộ kinh điển của thế hệ anh em mình đúng không? Bảy viên ngọc rồng này, Tsubasa, Thủ mặt trăng, chính xác, Doraemon này. Ờ, à, đúng rồi. Bây giờ thì nói về truyện đi. Với nhiều người thì luôn sẽ có một cái cuốn truyện hoặc là cuốn sách gối đầu giường. Nó giống như là một cái kim chỉ nam của cuộc sống của mình ấy. Thì bạn có một cái cuốn nào như vậy không? Hay là mình sẽ đọc theo cái thời gian rảnh của mình mà mình cũng không cố định theo một cái thể loại nào cả? Mình cũng hay đọc cái truyện Doraemon thôi. Nhưng mà thời gian thì không cố định. Và cái lúc mà đang học cấp 2 nhà trường, ở cổng trường có cái quầy thuê truyện ấy. Thế là nhiều khi là cái nhịn ăn sáng, cái lấy 200-500 đồng đi thuê truyện. Không dám ăn sáng, để ham đến mức như thế. Mặc dù là một cuốn truyện tranh nhưng mình nghĩ rằng nó là một cái cuốn truyện mà nó đem đến cho chúng ta rất nhiều những bài học thú vị về tình người, về các mối quan hệ trong xã hội. Ngày hôm nay trước tiên rất là cảm ơn Dũng. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đến với Ai Đến Hôm Nay. Và chúng ta ở phía trước thì có một chiếc máy quay và cũng là nơi để rất mong là Dũng sẽ gửi một cái lời chúc cho các khán giả của chương trình ạ. Xin mời bạn. Qua đây mong các nhà sản xuất phim mà nhớ đến khuôn mặt xấu độc lạ biết miền Bắc của Khắc Dũng. Có vai nào phù hợp thì hãy gọi Khắc Dũng. Rồi, và nếu mà muốn có nhu cầu lắp đặt camera giám sát an ninh thì liên hệ Khắc Dũng, mua sơn liên hệ Khắc Dũng, gà ủ muối liên hệ Khắc Dũng. Rồi, cảm ơn bạn lần nữa. Vâng, thưa quý vị, và chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây ạ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.